Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel Hôm Nay Xem Gì của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ review cái kênh là Nguyễn Huy Vlog. Và cái kênh này là những cái video hài hước của hai vợ chồng Nguyễn Huy. Và những cái video trên kênh được quay theo dạng TikTok các anh chị bạn, và màn hình 16:9. Những video quay trên cái kênh Nguyễn Huy này sắc nét và âm thanh rõ ràng. Những video có những cái thumbnail rất là bắt mắt. Kích thước video là từ 5 đến 3 phút. Rồi đây là tất cả những video trên kênh. Kênh này thì có là 193.000 người đăng ký, và số video upload trên kênh đó là 447 video. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần mô tả để xem coi Nguyễn Huy Vlog mô tả kênh mình như thế nào nha các anh chị bạn. Phần mô tả của Nguyễn Huy đó là những video vui nhộn hài hước do vợ chồng mình tạo ra, chủ yếu là mang tính chất giải trí, mang lại tiếng cười cho mọi người xem. Rất mong được sự yêu quý của mọi người. Và kênh được đặt tại Việt Nam, được kết với fanpage và TikTok. Kênh tham gia YouTube vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, cách đây là 1 năm, các anh chị bạn. Và số lượt view trên kênh đó là 252.746.148 lượt xem. Và chúng ta nhìn thấy banner kênh được thiết kế rất là đẹp. Trên banner có trang fanpage và TikTok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần rất là quan trọng của cái phần này, đó là xem cái social plan đánh giá cái kênh này như thế nào, và thu nhập hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm trung bình được cái social plan đánh giá là bao nhiêu. Kênh này được đánh giá là đội B, và số lượng video upload kênh đó là 447 video, và số lượng người đăng ký là 193.000 người. Số lượng view trên kênh đó là 253.484.668 lượt view. Kênh được đặt tại quốc gia Việt Nam. Kênh được thành lập vào năm 2022. Kênh được đánh giá là loại B cộng. Cách đây 30 ngày thì kênh này có số lượng người đăng ký là 23.000, tăng thêm là 14.3%. Và cách đây 30 ngày thì cái kênh này có 27.403.000 view, và số lượng tăng lên là 9.3%. Và cách đây một tuần số lượng người đăng ký của cái kênh này là 8.000 người. Số lượng view cách đây một tuần là 8.374.693 lượt view trên tổng kênh trong vòng một tuần. Hàng tháng trung bình thì social plan đánh giá cái kênh này thu nhập được là 6.900 đến 109.600 đô, và hàng năm là 82.200 cho đến 1.300.000 đô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến coi hàng trung bình hàng tuần cái kênh này sẽ kiếm được bao nhiêu ha. Trung bình hàng ngày thì kênh này sẽ kiếm được từ 228 đô cho đến 3.700 đô, và hàng tuần thì kênh này sẽ kiếm được là 1.600 đô cho đến 25.600 đô. Bây giờ chúng ta sẽ tính coi số tiền cái kênh này kiếm được trung bình hàng tháng là bao nhiêu nhé các anh chị bạn. Chúng ta sẽ lấy là 6.900, chúng ta sẽ cộng cho 109.600 đô, chúng ta sẽ được là 116.500 đô. Chúng ta sẽ chia cho 2, chúng ta sẽ là hàng tháng trung bình của kênh là kiếm được theo phục vụ lên đánh giá là 58.250 đô, và chúng ta sẽ ghi ra từ việc là nhân cho 23.000 trên 1 đô. Kênh này sẽ kiếm được 1.339.750.000 đồng trong vòng một tháng các anh chị bạn theo cái social plan. Và cái kênh này có thể kiếm nhiều hơn hoặc là có thể thấp hơn dựa vào chất lượng quảng cáo và trừ các chi phí thuế. Và bây giờ chúng ta sẽ tính hàng năm coi trung bình cái kênh này sẽ kiếm được bao nhiêu. Chúng ta sẽ lấy 82.200 đô, chúng ta sẽ cộng cho 1.300.000 đô, rồi chúng ta sẽ chia cho 2, sẽ kiếm được là 691.100 đô. Chúng ta nhân cho 23.000 trên 1 đô, cái kênh này sẽ kiếm được là 15.895.300.000. Rất là nhiều ha các anh chị bạn. Và đây là cái số tiền dựa theo cái social plan tính. Và chúng ta có số tiền này có thể nhiều hơn hoặc có thể thấp hơn dựa vào các lượng quảng cáo và trừ các chi phí đóng thuế khác. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần kênh, chúng ta xem cái video phổ biến nhất là bao nhiêu view. Phần video phổ biến nhất thì chúng ta sẽ thấy được cách đây 3 tháng là 554.000 view. Rồi nếu các anh chị các bạn thích những cái video mang tính chất giải trí trên kênh Nguyễn Huy thì các anh chị các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ bạn này ha. Và đặc biệt cho mình một like, một share, một để ủng hộ mình. Cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều.